Chào mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục cắt cây chôm chôm nha mọi người. Hôm qua thì cây bơ cho phần tỉa cành với cắt cây mình không quay được các mọi người. Nên là bây giờ mình sẽ quay lại tiếp tục cắt cây chôm chôm này nè. Cây chôm chôm ở đây tàn lá rất xum xuê rồi. Nói chung là địa hình khó làm nha mọi người nhé. Ngày mình tỉa tàn xong cái chôm chôm này nha mọi người nhé. Tí là mình sẽ cắt những cái cành này. Cái này tàn nhiều quá, làm hơi lâu. Sáng này. Giờ mình để lấy máy với lấy dây mình treo những cái cành này xuống. Này rất là khó làm. Xuống cũng khó xuống nữa chứ. Quả đang rất nhiều nha mọi người nha. Rất nhiều quả luôn. Đấy, chưa nhặt hết đâu. Đây nha. Một bì chôm chôm với một quả chôm chôm nha. Chuẩn bị hạ cành. Quả rất nhiều luôn. Đấy.
Đấy nha mọi người nha, quả này. Đấy. Cực kỳ nhiều. Đấy. Đây, đồ nghề đây. Trong đây có cả chôm chôm này này, mọi người này. Kia này nhá. Đây. Rất nhiều luôn. Oh, my God.
Thế cương ngon.